thử thách 6 ngày 6 đêm mang đến nhiều khách hàng tham gia free HE nhất có thể. Let's go! Mình tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tư. Hiện tại mình đang là trưởng phòng kinh doanh của văn phòng GI Quảng Ngãi. Mình đã giới thiệu trên 200 khách hàng đã được dùng sản phẩm này. Wow. Công ty vừa ra mắt sản phẩm free này là mình đã gọi điện cho từng khách hàng cũ để chia sẻ sản phẩm cũng như xin thông tin từ người thân của họ để dành tặng những cái quyền lợi ưu việt nhất cho họ. Và cứ như thế, mỗi ngày mình đã tặng được từ 6 đến 8 khách hàng và mình đã chốt được một số hợp đồng cho những khách hàng đã được tặng sản phẩm free này. Thật ra, cái gì cho không là người dân Việt Nam chúng ta hay lo, hay e ngại, sợ của cho là của lo. Cho nên khi gặp khách hàng, mình luôn chia sẻ những cái công việc từ thiện, từ AA đến với người dân Việt Nam để người dân Việt Nam cảm nhận được đây là sự quan tâm từ công ty một cách thân thiện nhất, một cách tri ân dành cho người dân. Rồi mình mới bắt đầu vào câu chuyện là chia sẻ sản phẩm free HE này cho những người ở độ tuổi từ 18 đến 50. Và mình giới thiệu đây là một sản phẩm dành cho những cái nỗi lo bất ngờ trong cuộc sống, khách hàng rất là niềm đỡ và đón nhận một cách vui vẻ và đầy sự an tâm. Mình xin gửi lời chúc tất các bạn tư vấn viên công nghệ của AI hãy mang những điều tốt đẹp nhất đến với khách hàng.